Xin chào các bạn thân mến, mình sẽ chia sẻ với các bạn món trà tím xào chua ngọt. Ở đây mình có một trái ớt xanh, một trái ớt đỏ, một củ hành, hai trái cà tím. Mình rửa sạch và sắc nhỏ vậy ha các bạn. Cà tím mình cũng rửa sạch và cắt nhỏ. Mình ngâm vào đây nước với khoảng một muỗng canh muối. Mình cắt cà mình ngâm khoảng 5 phút để cho cà nó không có bị đen ha các bạn. Và mình có dầu hào chay, bột bắp và nước chua ngọt. Cà tím ngâm sau 5 phút mình sẽ vắt bớt nước. Mình có 4 muỗng canh bột bắp, 1/4 muỗng cà phê muối và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn đều lên. Xong rồi mình sẽ trộn vô trái cà tím nha. Cà tím sau khi mình đã vắt khô, bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp bột vào đây. Mình sẽ trộn đều lên. Mình trộn đều lên như vậy nha. Mình bắt chảo nóng lên và mình chiên cà và không có bỏ dầu. Mình bỏ cà vào đây và mình đợi cho nó vàng thì mình trở lại. Mình chiên khoảng 7 phút đó các bạn. Nó vàng như vậy là mình đổi qua cái mặt khác được rồi. Như vậy là được rồi các bạn. Mình sẽ đổ ra và mình bỏ cái phần còn lại vào chiên giống như vậy. Khi chiên mình để lửa khoảng số 7 ha các bạn. Ở đây mình có là 3 muỗng canh nước chua ngọt, 1 muỗng canh dầu hào chay và một chút xíu tiêu. Mình bỏ vào đây 1 muỗng canh dầu và đợi dầu nóng thì mình sẽ bỏ hành vào xào. Mình bỏ hành vào đây và mình xào khoảng 2 phút. Sau 2 phút mình sẽ bỏ ớt vào đây. Mình cũng xào ớt khoảng 2 đến 3 phút. Sau 3 phút bây giờ mình sẽ bỏ cà tím vào. Mình sẽ đảo lên khoảng 1 đến 2 phút nữa. Mình xào với lửa vừa khoảng số 5 đến số 6. Bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp sốt vào đây nha các bạn. Mình sẽ trộn đều lên. Mình nấu khoảng 3 đến 4 phút nữa. Mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước. Xong mình trộn đều lên. Sau 5 phút rồi hả các bạn, giờ mình nêm lại. Nếu mà gia đình mình thích ăn chua ngọt nhiều á thì như vậy là được rồi. Còn nếu mà thích có vị mặn mà một chút thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng cà phê nước tương. Giờ mình sẽ cho thêm một ít hành lá. Xong rồi mình tắt bếp. Và mình cũng sẽ rắc vào đây một ít mè. Mình đã làm xong món cà tím xào chua ngọt. Món này có thể ăn chay với cơm trắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mong các bạn ủng hộ mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh
và cho mình một cái thumbs up nha các bạn. Thank you. Bye bye.